không đưa cờ gì cả. Đó là một cái hành động cá nhân của em thôi. Bởi vì là em với khách có vai trò ngang nhau ở trong sản phẩm này. Em là người viết lời, viết giai điệu và viết viết ca từ cho bài hát, thì Khánh lại là người hòa âm phối khí, người hòa âm này, rồi chọn cái nhạc cụ, rồi chọn cái style cho bài hát, xây dựng ý tưởng như anh Vũ nói, thì nó hai người có vai trò ngang nhau và em tôn trọng điều đó và em tôn trọng Khánh, mặc dù Khánh ít tuổi hơn em nhưng nếu nói về nghề thì Khánh là đàn anh. Và cái việc mà đặt tên Khánh ở trước tên em, đó là cái hành động của cá nhân em, là em tôn trọng Khánh. Và em cũng muốn chia sẻ thêm đó là, như mọi người có thấy ở trong cái teaser, giữa tên em và tên Khánh và tên em sẽ có một dấu ích. Dấu ích đó, đó là chỉ cái sự ngang hàng nhau về vai trò ở trong bài hát, chứ không phải là từ ST và dấu chấm, viết tắt của từ Victory. Như mọi người cũng đã thấy là có em để dối được. Tới giờ phút này khi mà ngồi ở đây tại buổi họp báo này, em vẫn chưa nghĩ được đến nhiều đến thế. Bởi vì khi làm ca khúc sai và quyết định hợp tác với Khánh ấy, em chỉ có một cái mong muốn, đó là làm bài hát mình thật hay, làm một cái bản phối nghe em thật đỉnh. Và cái sự mong muốn đấy nó đè bẹp đi những cái nỗi sợ. Bởi vì ngay cả đến bây giờ em cũng không biết là em có sợ hay không nữa, hay là nghe đến một bản nhạc hay, nghe đến sản phẩm của mình nó ok, nó đỉnh quá rồi thì mình lại không biết sợ nữa. Nhưng mà có thể là nếu có cơ hội mà trong tương lai em cảm thấy sợ thì em sẽ trả lời câu hỏi này. Đó là một câu chuyện khi em có cảm hứng và viết ra bài hát này. Em muốn tìm một producer thực sự là hợp với bài hát, một producer chuyên nghiệp và có một cái kỹ năng đấy. Thì ban đầu em nghĩ tới Khánh và em mới có nhắn tin cho Khánh là em ơi, anh có cái demo này, em xem có gửi qua cho Khánh. Thì Khánh nghe và cũng bảo là ban đầu Khánh cũng chưa vội nhận lời ngay, và Khánh nghe xong Khánh bảo anh ơi, em thấy bài này được quá, Khánh làm lại cho em một cái bản demo beat, rồi em ghép lời vào mà nghe nó hay quá. Thì từ đó thì anh em mới quyết định là anh em mình phải kết hợp với nhau bài này rồi, và từ đó sản phẩm ra đời được. Em nghĩ là cứ chờ kết quả thôi, bởi vì em làm nhạc từ trước tới giờ nó theo cảm tính là nhiều, bởi vì những cái ý tưởng nó đến với em bất chợt lắm. Em làm tùy hứng và thực sự là trong cái thời gian này thì em thấy Sài Gòn của anh là hay nhất. Em không thấy trong những cái demo, trong những bài hát của em đã biết mà nó hợp với cái tâm trạng em lúc này. Thì việc phát hành Sài Gòn của anh là điều em mong muốn trong cái thời gian này. Để anh bổ sung cho bạn Huy một chút xíu, tức là ngay cả trong thông điệp báo chí mọi người cùng đã có để ý cái chi tiết này. Tức là ban đầu thì cái bản demo của cái ca khúc Sài Gòn của anh cũng được Huy sáng tác và viết, và nó tương đối là khác so với những gì mà quý vị vừa nghe. Nó đi theo một phong cách mà giới trẻ bây giờ đang rất là yêu thích, nhạc hip hop. Tuy nhiên mà khi mà bài hát này đến tay nhà sản xuất là Khánh, là KICM á, thì bạn ấy cũng trên cái kinh nghiệm rất là cá nhân cũng như là với cái kiến thức âm nhạc của bạn ấy, thì bạn ấy có tư vấn cho ekip và cho cá nhân Mia rằng là nên thay đổi bài hát này sang một cái màu sắc âm nhạc khác, nó dễ nghe hơn, nó được và nó để tiếp cận được với cả nhiều các bạn trẻ nhiều hơn. Và cái gợi ý của Khánh về một bản ballad và có tiết tấu khi mà đưa ra thì ngay lập tức là cả ekip cảm thấy là nó vô cùng là hấp dẫn. Và đấy là một cái cơ duyên mà Huy vừa kể ra cho quý vị. Tức là Khánh đã có một cái công sức rất là nhiều trong cái việc mà thay đổi diện mạo của cái bài hát này từ demo cho đến một cái single chính thức.